Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ em Mai Phương, cameraman kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Chúc quý cô chú anh chị mình xem clip thật là vui ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ kênh Tuấn, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số phôi tứ quý phong cao đế đẹp các cô chú anh chị với lại phôi mai vàng. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh ạ. Mình ưng ý liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của anh giúp em với cô chú anh chị nha. Dạ em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho anh Tuấn ở clip trước ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình xem hết clip này sẽ chọn được cây mai ưng ý luôn ha. Dạ em xin mời cô chú mình vào xem clip phôi mai hôm nay của anh Tuấn luôn ạ. Dạ em xin chào anh Tuấn ơi. Rồi chào Phương, Phương ơi. Dạ con cũng mến chào bà con cô bác ạ. Con cũng rất cảm ơn cô bác, quý cô bác đã ủng hộ con những clip vừa qua ạ. Hôm nay con có về một số phôi mai tý quý và mai vàng để phục vụ bà con cô bác ạ. Mong sự ủng hộ của bà con cô bác ạ. Địa chỉ giao lưu của con là ở Phước Thới, Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại giao lưu của con là 0799 623 686. Đó là số Zalo của con bà con cô bác. Dạ. Rồi con làm mất thời gian của bà con cô bác, con đã vô mã số 1 phôi mai tý quý. Rồi mã số 1 là đầu clip là tứ quý nha cô chú anh chị. Cây dáng hơi siêu mà đế cũ nở luôn ha. Đế cũng khá đế nha quý cô chú anh chị. Dạ em xin ông số luôn anh ha. Thông số vị trí này là 26 đi. Dạ 26 anh. Đường kính bầu 36 luôn. Chiều cao nó 32. Tổng rồi để em nói là 82. Dạ. Mã số 1 này con xin giao lưu với bà con cô bác là 500 ạ, 500k. Dạ 500.000 nha cô chú anh chị, phôi tứ quý. Nó có sẹo lũa ở đây bà con cô bác mà nó sành hết rồi. Dạ. Dạ rồi. Mã số 2 cũng là phôi mai tứ quý luôn ạ. Cái này thì phong cao hơn xíu nha cô chú anh chị. Chất lượng. Dạ. Dáng thú, nhìn giống con hươu cao cổ. Dạ, anh rồi em xin thông số luôn ha. Đôi vị trí này 29. Dạ, 29. Quên. Chiều cao nó là 67. Đường kính bầu 36. Mã số 2 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 800.000 ạ. 800k. Dạ 800.000 nha cô chú anh chị, mã số 2 phôi tứ quý. Dạ em đổi cây luôn ha. Dạ, mã số 3 cũng là phôi mai tứ quý luôn ạ. Dạ cây tứ quý này thì phong cao ha cô chú anh chị. Cái này phong cao, cô bác nào thích phong cao thì lợp cái tàn dù lên, chơi dạ. Tàn dù lên là ok luôn. Cái này cốt cành có cô chú anh chị. Rồi, đế cũng có dễ bỏ đều ha cô chú anh chị. Em xin thông số luôn ha. Vị trí này là 23 đi. Dạ 23 rồi. Đường kính bầu em nói là 35. Chiều cao em nói là 1m37. Dạ. Mã số 3 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 600.000 ạ. Dạ 600 ha cô chú anh chị, mã số 3 ở nhà kế bên có. Này con bao ship tới nhà cho bà con cô bác luôn nha. Dạ rồi. Mã số 4. Tới mã số 4. Cây này cũng phong cao, phơm tàn dù luôn cô chú anh chị nha. Dạ có cốt cành luôn ạ. Dạ đế cũng khá nha cô chú anh chị, hai rễ bỏ đều ạ. Dạ rồi. Vị trí này là 28. Dạ 28. Đường kính bầu dài nhất là 40. Thích hợp cho cô chú anh chị mình ghép phong tàn cúc thọ hương ha cô chú nha. Chiều cao em nói là 1m28. Độ cái thoát thân em nói là 74. Mã số 4 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 1.200.000 ạ. Dạ 1.200.000, có cốt cành tứ diện luôn cô chú ha. Dạ rồi em đổi luôn ạ. tới mã số 5, cũng là phôi mai tứ quý luôn nha bà con cô bác. Dạ, cây này thì cũng có chi cành đều tướng diện ha cô chú, cây phong cao à. Cốt cành cũng có đóng đều hết, tướng diện. Dạ, rồi em xin thông số luôn anh ha. Này anh biết đo vị trí nào đây, để đo vị trí trên này tí đi. Dắt chữ A luôn nha cô chú anh chị. 32 đi à. Dạ. Vị trí này đo 32 đi. Đường kính bầu dài nhất là 45. Chiều cao em nó là 1m33. Thoát thân nó 44. Mã số 5 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 1,9 triệu ạ. Dạ 1,9 triệu nha cô chú chị, tứ quý không cao luôn à. Dạ rồi. Em đổi cây luôn cô chú chị nha. Tới mã số 6. Cũng là phôi mai tứ quý bà con cô bác. Rồi, cây này đế khá rế luôn nha cô chú, nguyên một củ đặt luôn. Củ luôn. Dạ rồi. Rồi nhóng trên này một tí đi, 30. Dạ 30. Tổng ngồi đế 86. Dạ. Đo cái củ đặt cho bà con cô bác coi luôn. Nguyên một củ đặt 44, 43. 43. Chiều cao em nó là 65. Dạ phôi tứ quý ha cô chú anh chị, mã số 5. Đo cái xổm này xuống cho bà con cô bác tham khảo, để sổ xuống ha. 17. Dạ. Trời, mình giao lưu giá bao nhiêu? Cây mã số 6 này con giao lưu với bà con cô bác là 2,000.000 ạ. Dạ rồi, 2,000.000 chặn. Cũng là phôi mai tứ quý luôn nha bà con cô bác. Dạ, tứ quý này nhìn nó cũng quái quái luôn nha cô chú chị. Riêng cái này bonsai mini để bàn đẹp lắm bà con cô bác ơi. Dạ. Rồi, em xin thông số ha. Đế là nó sổ đơn mà nó gom đặt luôn nha cô chú. Vị trí này nó 33 đi. Dạ. Yeah. 98. Dạ đẳng mình đế 98. Đường kính bầu em nói là 43. Chiều cao em nói là 52. Cái này mini đế bàn đẹp lắm nha bà con cô bác. Vô cái chậu cổ một cái là rất là đẹp luôn. Chơi bonsai lùng ha cô chú anh chị. Mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Mã số 7 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 2,2 triệu ạ. Dạ 2,2 triệu. Dạ rồi. Tới mã số 8. Cũng là phôi mai tứ quý luôn nha bà con cô bác. Dạ. Cây này cũng khá cây nha cô chú anh chị. Đế xổm nôm luôn à. Dạ. Em xin thông số luôn ha. Dạ 29 đi Phương ơi. Dạ 29 rồi. Đường kính bầu dài nhất là 50. Chiều cao em nó là 49. Đo cái để xổm xuống cho bà con cô bác coi là 24. Tổng nồi đế. Tổng nồi đế là 103. Dạ. Cây mã số 8 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 3,000.000 ạ. Dạ 3,000.000 giao với cô chú anh chị. Phôi tứ quý. Rồi em đổi ha. Tới mã số 9 cũng là phôi mai tứ quý luôn nha bà con cô bác. Dạ cái này thì phong cao cốc cành luôn ạ. Nguyên một củ y gan như con ốc. Dạ. Đế nó hơi xổm cô chú chị, nhưng mà củ đế củ ha. Dạ. Ba 36. Đường kính bầu nó 53. Sổ xuống 25. Chiều cao em nó là 1m35. Tổng mình đế cho bà con cô bác tham khảo. Này bầu tới đâu đế tới đó. 112. Dạ. Rồi cây mãi số 9 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 3 triệu ạ. Dạ 3 triệu ha cô chú, cái này mình lợp tàn thông là bao chơi luôn ạ. Có cốt cành luôn ạ. Rồi. Em đổi luôn ha. Cây mã số 10. Này là phôi mai vàng nha bà con cô bác. Bonsai quái luôn nha cô chú anh chị. Thú. Thú này nó cũng lạ lạ ha. Thú này nó lai à. Này không biết kêu thú gì đây. Dạ rồi. Vị trí này 34 đi, 35 tính 34 này. 34. Đường kính bầu dài nhất 47. Chiều cao em nó là 39. Cây mã số 10 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 1,9 triệu ạ. Dạ 1,9 triệu mã số 10 phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ mã số 11. Tới mã số 11. Phôi mai vàng nha bà con cô bác. Cái này phong cao có cốt cành luôn nha cô chú anh chị. Có cốt cành hẳn hết. Hợp này nguyên một củ. Nguyên một củ ha. Nguyên một củ đặt luôn. Dạ rồi em xin thông số luôn nha. Đợi nhiều vị trí đi. Cái này nhiều vậy? Dạ 35. Nhóng lên cái cổ này đi. 25 à, 24 à? Dạ 24. Nguyên cái củ đặt. Nguyên củ đặt này 66 đi bà con cô bác ơi. Dạ. Đường kính bầu em nó là 55. Chiều cao em nó là 83. Thoát thân em nó là 48. Mã số 11 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 3,8 triệu ạ. Dạ 3,8 triệu này cô chú anh chị, phôi mai vàng. Nguyên một củ đặt kẹo. Dạ rồi. 2. Phôi mai vàng. Mã số 12 phôi mai vàng phong cao cốt cành tứ diện nha cô chú anh chị. Này cốt cành có sẵn bà con cô bác. Dạ. Về chứ đóng bò vô là chơi thôi. Nó dài lắm cô chú anh chị, nó là trắng trắng luôn ha. Rồi đế là nguyên một bề luôn cô chú anh chị. Rễ thì trải đều mặt bầu nha quý cô chú anh chị, trong này là một củ nở luôn ha. Dạ rồi em xin thông số nha em. Vị trí này 35. Dạ 35. Tổng là nới nó khoảng 1,9 m đi. Dạ. Đường kính bờ nó 70. Chiều cao khoảng 1,5 m bà con cô bác ơi. Dạ. Tán ngang của nó 57. Thoát thân em nó 44. Rồi cây mã số 12 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 8 triệu ạ. Dạ 8 triệu chẳng luôn quý cô chú anh chị nha. Một cây phôi mai vàng chia cành tứ diện luôn ạ. Cây này nó già cây dữ lắm bà con cô bác ơi. Dạ nó lên nu nu nần nần hết trơn nha cô chú anh chị. Dạ em đổi cây lên anh ha. Tới mã số 13. Dạ mã số 13 là một phôi mai vàng luôn bà con cô bác ơi. Dạ. Cái tàn này là cái chi tàn này đã bẻ nhạo hết rồi nha cô chú. Cái này cũng già lắm luôn à. Cái thân nó nu nần hết trơn luôn cô chú chị. Cái này nó hiện tượng nó muốn nổi lên sù trứng luôn à. Dạ. U nè. Rồi đế này cũng khá là dữ ha cô chú. Đế lực lực không bà con cô bác ơi. Dạ nó bóng. Nó chảy đều hết màu luôn. Dạ. Rồi em xin thông số con nha. Vị trí này 38 đây. Dạ 38. Quanh. Đường kính bờ em nói là 73. Chiều cao em nó khoảng 1,3 m đây bà con cô bác ơi. Tán ngang khoảng 1,2 m đi. Thoát thân em nó 40 41. Dạ. Cây mã số 13 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác là 8 triệu ạ. Dạ 8 triệu nha cô chú chị. Phôi tàn mã số 13 đếm 8 là nó lực nó bấu vô không mà cô chú. Đế lực không chảy đều hết, bốn mặt. Dạ. Không thiếu mặt nào hết nha bà con cô bác. Dạ rồi. Tới mã số 14. Cũng là phôi mai vàng. Dạ, cái này giót cây luôn nha cô chú chị ha. Mà có cốt cành luôn à. Đế này cũng là củ cô chú chị, đế như một củ đặc mà rễ chảy đều mặt bầu luôn nha. Dạ. Trời ơi. Dạ 39. Đường kính bầu em nói là 69. Chiều cao này em nói là 82. Đo cái vót ngọn cho bà con cô bác coi có chút xíu à. 10cm à. Dạ. Đây. À. Mặt cắt cái nhựa mạnh nha cô chú anh chị. Nguyên một bệ. Cũ. Chà bá. Cái này cũng rễ trải đều mặt bầu luôn cô chú anh chị. Để nó lực không nha bà con cô bác. Mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh ha? Cây mã số 14 này con xin phép giao lưu với bà con cô bác cũng là 8 triệu à. Dạ 8 triệu mã số 14. Dạ rồi. Mã số 14 là cũng cuối clip của con luôn bà con cô bác ạ. À. Cuối clip thì con cũng cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video. Rồi con cũng xin chúc bà con cô bác một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Dạ con xin nhắc lại là địa chỉ giao lưu của con là ở Phước Thới, Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại giao lưu của con là 070799 623 686. Đó là số giao lưu của con luôn nha bà con cô bác. Dạ. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào kết thúc clip ở đây cô chú anh chị nha.